Hello, xin chào các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã bước sang ngày thứ 10 rồi các bạn ơi. Căng thẳng thực sự luôn. Và tiên thụ của mình thì đã lên được cấp 12. Và trước khi mà cày cái tiên thụ 12 này thì các bạn nhớ chuyển lên đây là X3 tăng tốc chặt cho nó sướng các bạn nha. Các bạn chặt 3 trang bị là hơi bị phê rồi đấy các bạn ạ. Đấy, thì lên cây 12 thì mình cũng chỉ tích lũy khoảng 1581 đào mà thôi. Để bây giờ là mình có thể xả nha. Để mình xem là quỹ cấp tiên thụ được thêm 100 đào nữa là tuyệt vời luôn này. Bây giờ thì mình sẽ xả xem được những cái gì nha các bạn. Ok. Chơi luôn. Hy vọng rằng là sẽ có nhiều trang bị xịn sò. Wow, mình cũng sắp lên level luôn rồi đây các bạn. Check thử cho phúc địa xem nào. Nếu như mình là nông dân cày chay các kiểu ấy các bạn ơi, tân thủ các thứ thì chúng ta cần quan tâm đến con chuột này một tí nha. Một món trang bị đầu tiên này. Perfect đấy, hy vọng rằng hôm nay mình có thể chặt lên 1.000 vạn đấy các bạn. Thăm dò. Chuột level 3, đào level 3, nhận luôn. Tiếp tục thăm dò. Cứ level 3 trở lên là mình múc thôi. Đây, thêm một quả đào level 3 nữa múc luôn. Tiếp tục là thăm dò. Có quả nào level 4 hay không? Ui, chỉ có level 3 thôi. Đấy, làm nào để tối ưu hóa được cái thể lực của con chuột này mỗi ngày các bạn nha. Bóc lột nó hết sức luôn đi. Đấy. Ở đây là trạng thái rồi giáo nhiều lắm. Mình thì không có nhiều thời gian để online. Nhưng mà chia sẻ với các bạn như vậy. Để các bạn có thể là lưu tâm hơn trong cái phần tính năng này nha. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kéo được tầm 500-600 đào mỗi ngày đấy. Cũng là cả một cái gì đó cực kỳ là quan trọng nha các bạn ơi. Rồi, trong bang của mình thì xem nào. Cũng được đấy chứ. Nhưng mà bang của mình trả giá hơi ít nha. Âm 53 rồi mà không trả giá thêm đi. Thôi mua luôn vậy. Thế là mình lời được thêm 53 tin ngọc cũng như là một số những cái phần thưởng các bạn. Nhiệm vụ bang, nhận luôn. Bây giờ thì mình mới chặt cho nên là cũng mới có thể làm được nhiệm vụ bang này nha. Diệt yêu tà. Quà này nhận luôn. Không có gì nhiều các bạn ạ. Từ ngày mình chuyển sang cây mông già thì lực chiến tăng lên đáng kể. Tuy nhiên thì hiệu quả khi đi PK các thứ thì nó không bằng em ứng lòng được. Nhưng ứng lòng build khó quá. Thôi, ít tiền cứ chơi ông già đấy các bạn ạ, cho nó dễ. Và chơi liên bạo thì dễ build, sau này nó còn liên quan đến thần thông nữa các bạn ơi. Tinh quái, lại thêm món đồ nữa này, ngon. Chia sẻ một lần, ok. Nhận thưởng luôn, vận may. Một phát. Ít. 100 đào, hay quá. Thêm phát nữa nào. Ấy, thêm một trang bị nữa. Khá là ngon là cây đào nha. Đấy, thì dù gì thì dù trước khi mấy cây nó lên level 12 tới khoảng một ngày ấy, thì các bạn tích lũy tầm 600 sang ngày hôm sau khi mà cây nó lên ấy, thì chúng ta lại tích lũy được thêm tầm 600-700 nữa là khoảng 1.400-1.500 đào thì xả nó sẽ sướng hơn. Trang bị nó tăng lên nó sẽ lực chiến ok lang hơn các bạn. Thì nhiều bạn cứ bảo phân vân việc tích đào và không tích đào. Có bạn thì bảo tích, các bạn thì bảo không tích. Nhưng quan điểm của mình, nếu như bạn nào mà nạp ấy thì chắc chắn là sẽ có cái gói quỹ tiên thụ. Cái quỹ tiên thụ đấy thì chúng ta sẽ có thêm đào, thì các bạn không cần phải tích. Nhưng mà nếu như bạn nào mà nông dân cày chay ấy, không có cái gói quỹ cấp tiên thụ này, thì chúng ta nên tích đào ít nhất là trước một ngày. Đấy. À, nhiều nhất là trước một ngày nhá. Chỉ nên tích một ngày thôi, bởi vì tích nhiều quá nó cũng thọt mà. Thì các bạn trước khi, ví dụ như ngày hôm nay thì chỉ còn tầm vài tiếng nữa là bước sang ngày mới, thì là chúng ta có thể lên được cây 12 giống như mình đây. Thì các bạn tích luôn hôm trước đi. Hôm sau lên cây 12 thì có thêm đào này mà xả thì cái tỷ lệ nó ra ngon lành hơn cái gì đâu. Okila mà. Ôi chết, mình quên là mình không chặt đấy đi. Bởi vì là còn tận hơn 150.000 nữa thì mình mới có thể lên được cấp cơ. Xả hết đống đào này chắc lên được. Không sao các bạn ơi. Tiên hữu à. Full 15 lần rồi. Phải cho nó ra đi thôi. Có thêm tí đào. Ngon. Perfect luôn. Chặt từ nãy giờ vẫn 1.400 này các bạn này. Ảo thực sự các bạn nha. Nhiệm vụ bang. Nhặt luôn. Xem tiệm bang đủ được mua 100 quả đào hay chưa đây. Mình mua rồi các bạn ạ. Thế thôi, để dành. Mai lại mua. Cứ để 1.800 mua là nó sẽ hợp lý hơn. Thêm một món đồ nữa này. 49k điểm lực chiến. Tầm này dưới level 200 thì mình cứ trang bị nào mà lực chiến cao thì mình chơi thôi. Chả có gì phải bâng khuâng cả các bạn ơi. Đằng nào sau này lên level 200 thay hết mà. Rồi, lại tiếp tục là có ba con chuột nó hồi rồi. Thăm dò xem nào. Level 5. Wow, tập trung hai con đi kéo luôn cho nhanh các bạn ạ. Perfect.
59k điểm lực chiến này. Ui lại một đào level 5 nữa này. Dã man đấy. 15k. Thu thập luôn. Ui được đấy các bạn ơi. Ngon lành cành đào rồi. Ui hai đào level 5 là hợp lý luôn. Mỗi đào level 5 là mình được có đâu đó là 30 quả đào. 30 à? 30 hay 20 nhỉ? Không nhầm thì là 30 mà. Đấy 30 đào, 60 quả đào liền. Ui phê. Tuyệt clever. Wow. Linh bảo 1 sao. Uầy, tăng lên tận 119.000 điểm lực chiến nha các bạn. Perfect guy. Đấy là mình mới xả có 300 quả đào thôi mà lực chiến đã tăng lên 961 vạn. Tí nữa khả năng cao lại lên được hơn 1.000 vạn đấy. Nhân tiện trong lúc xả đào để mình đi check thử mấy cái ải này xem bây giờ có thể vượt qua đấy chưa nha. Ô, liên kích ghê phết nhỉ. Có cả choáng như các thứ ảo thật đấy. Phiêu linh ta linh tinh mà đi đánh ải nổ những chỉ số nhìn cũng hay các bạn ơi. Một ngày qua rồi. Có thêm 15 đào rồi các bạn. Tiếp tục vượt ải. Chị gión bóng. Được quá nhỉ. Mục luôn. Được nhỉ. Ui lại thêm tí choáng nữa này các bạn này. 19 cái tịnh bình thủy. Rồi luôn. Xem là có qua được cái con này không đây. Nhìn có vẻ là châu bò này. Nhưng mà có choáng các bạn ơi. Có choáng các bạn ơi. Liên kích cũng ra gì đấy. Ra gì đấy. Nhưng mà hơi thiếu khả năng hồi máu à. Không qua cả. Liên kích liên tục các bạn ạ. Chưa qua được. Thêm tí lực chiến đi. Rồi trong này thì sao đây. Huyết mạch, được mỗi 2 cái. Thế mình có, khoan, cái gì đấy. Lại tiếp tục một trang bị nữa. 113k lực chiến. Các bạn thấy chưa, tỷ lệ ra trang bị linh bảo 1 sao cây 12 quá phê luôn các bạn ơi. 981k là một chiến rồi. À đúng rồi, Bảng quân hùng thì cứ đánh từ từ nha các bạn. Bởi vì là mấy ngày này thì mình nói chung là đánh được bao nhiêu thì đánh. Chủ yếu là những ngày cuối từ thứ 5 á, mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách tích cái này rồi. Cứ mua dần đi, xong đến đêm chủ nhật rạng sáng ngày thứ 2 00 giờ vào đánh thì lấy top 1 top 2 luôn á. Là hợp lý. Là chúng ta sẽ nhận cái quà lần đầu đạt được cái mốc đấy ấy. Một lần luôn. Thì chúng ta sẽ vào chiêu mộ thần thông cho nó chất chơi mình rơi. 979 này. Rồi. Bây giờ mới lên 782. Không sao. Như vậy thôi là cũng được rồi. Cái này thì không cần phải vội nha các bạn. Để xem mà thu hút tinh quái. Được hai lần. Úi. Em này lên. Lên. Nhưng mà cái này hơi cùi các bạn. Nâng cấp luôn. Tiếp tục. Rồi. Cũng tạm. Vận may ra nè. Đấy, trong một vận may kiểu gì mình chẳng có thêm. Làm nhiệm vụ phát ok ngay. Ok nè. Ok nè. Chưa tích bỏ qua đành được. Phải 10 lần mới bỏ qua được các bạn. Lại 100 đào này. Ngon đấy nhở. Ngon đấy nhở. Ui. Giật mình ấn nhầm nha. 161 điểm lực chiến. Ui giời ạ. Thế một tí nữa. Ấn bỏ đi chết. Rồi. Ok. Ba cái tịnh mình thủy ngay. Dương pet không? Dương pet đỏ không? Thực ra bây giờ nếu như có dương pet đỏ thì mình cũng chả khoái các bạn ạ. Ui giời. Xem nào. 4 trên 5 rồi. Cố thêm một phát nữa khi mình đi chặt cây là lại vào chiêu bộ tiếp. ngon này. 53k điểm lực chiến này. Đấy các bạn cứ bảo là không phải tích đâu. Thế mình hỏi các bạn là đến lúc cây mình vừa mới lên cấp thì lấy đào đâu ra mà xả. Đúng không? Vừa lên cấp cây tỷ lệ nó tăng lên thì phải để dành tí đào để mà xả chứ. Giờ các bạn cũng bảo xả tiệt hết đi. Đến lúc mà cây lên cấp không có gì. Lúc giờ hơi luôn. Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đấy mà các bạn làm gì phải vội thế. Múc luôn này lại một lần nữa xem nào. Xem lần này qua được hay chưa đây. Ui giả. Liên kích được cái chứ. Liên kích nhiều đấy chứ. Thốn chưa. Thắng không? Lần này khả năng là thắng này. Liên kích đi. Bạo kích vài phát. Tiếc tê. Xém được rồi các bạn ạ.
thêm một vài trang bị nữa lực chiến cao hơn, chắc chắn là mình có thể vượt qua được cái ai đấy nha. Tinh quái mình nhớ là 4 trên 5, 5 trên 5. Ok, nhưng mà nó lại không có gì mới đâu. Thần thông, ôi rồi thần thông của mình, cái quan trọng là cái thần thông này này các bạn đấy, nhưng mà bây giờ nó lại chưa có mới đâu. Những cái mà mình cần thì nó lại không ra, đẻo thực sự luôn các bạn ơi. Thăm dò thêm phát nữa xem nào, còn ai nữa không đây. Level 3, level 2 đây, level 3 đây rồi. Ok, làm mới. 1 2 2 2 2. Ui, Tịnh Bình Thủy level 4 này. Nhưng mà nông dân thì các bạn nhớ là all in vào đào nhé. Không có đào, ui, không có đào level 3 các bạn ơi, chờ đào level 3. Không vì gì phải vội. Ok, ui, tiếp tục. Ui, giật mình, tưởng 330.000 nó ra là 33k. Thôi cũng được các bạn ạ. Ấy, lên 1.016 vạn rồi. 3.600 điểm lực chiến à. Ở đây bây giờ mình cũng đi đánh một vài trận đấu PK đấy các bạn ơi, để giành vé đã đánh rồi. Mục luôn. Úi giả, úi giả, úi giả. Ok, thế này bây giờ các bạn đấy mới có 660 mấy vạn. Anh nhảy server nhỉ. Rồi, rồi luôn. Mình bạo kích được cái chứ, liên kích các kiểu ác phết đấy chứ. Đấy, ngon ngay. Chứ bát giới à, 756 vạn mình múc luôn. Rồi, ồ, vừa liên kích vừa bạo kích phát đầu nhờ. Hốn. Uầy, bạn này có cả quả thần thông hồi sinh. 781 à, mình chơi được. Mình chơi được. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Bạo kích phát thốn chưa. Long dài. Long là dài ấy hả. Ok đấy. Ui, bạn này có cả phù tang này. Nhưng không sao, mình có em ong già dễ nâng hơn, thế cho nên là đánh tay rất đau. Dù là bạn này có em thanh long, nhưng mà ê, đóng băng ạ. À, rồi, vẫn thắng nha các bạn. 91k điểm lực chiến này, perfect ngay. Để đánh được bạn này không nha. 911 vạn. Mình là 1027 vạn. Ui, nhưng khó rồi. Bạn này có cả ứng long này, có cả phù tang nữa. Thế thì này làm sao mình ăn được đây. Khó các bạn ơi. Ui, khó quá. Bạn này hơi lực, bạn này hên quá các bạn ạ. Vừa có ứng long lại còn vừa có phù tang, bảo kê thế. Đấy, dần dần các bạn có thể nhìn thấy là hạng của mình cũng vươn lên tầm top 70 rồi các bạn nhé. Yên tâm, kiểu gì chơi đúng tí trong tầm top 50 lại đang đón chờ mình ngay. Hiện tại là mình vẫn còn 690 đào nữa thì mình sẽ xả nốt nha. Hy vọng rằng có thể lên được 1060-70 hoặc là lên 1100 vạn thì là nó hợp lý luôn này các bạn này. Ok, ngày thứ 10 thì đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn nhớ up cây 12 trước, sau đó thì mới xả đào nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào mình gọi là các bạn ở ngày thứ 11. Bye bye.